chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2017 của đài phát thanh Long An. Phần tin trung tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau: Quyền Châu Thành thu hút hàng ngàn người tham dự lễ hội làm chay, Quyền Bến Lức tổ chức họp mặt doanh nghiệp đầu năm, thị trường quà tặng lễ tình nhân tại Quyền Bến Lức sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Thực hiện quyết định số 392 và 393 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch ra soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Long An sáng nay sở tư pháp tổ chức hội nghị triển khai cho tất cả công chức làm đầu mối và cán bộ phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở ngành tỉnh công an tỉnh cục thuế cục hải quan và cục thi hành án dân sự tại hội nghị các đại biểu được hướng dẫn các nội dung thực hiện hai kế hoạch này đối với kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 nhằm kiểm soát chặt chẽ toàn diện các nhiệm vụ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhằm đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo niềm tin sự đồng thuận ủng hộ của xã hội. Theo đó, các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị mình trước ngày 25 tháng 2 năm 2017. Riêng Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, riêng kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 nhằm kịp thời phát hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, cắt giảm thời gian chi phí giấy tờ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên cho các bí thư, phó bí thư báo cáo riêng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phạm văn nem đến dự tại hội nghị các đại biểu đã nghe đảng ủy khối các cơ quan tỉnh thông tin về kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2017 và dự báo quan hệ việt nam trung quốc quán triệt nhiệm vụ triển khai xây dựng chương trình kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp xây dựng đẩy mạnh học tập làm theo những nội dung cốt lõi tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa. Trên cơ sở những nội dung được truyền đạt tại hội nghị, các bí thư, phó bí thư, báo cáo viên, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc sẽ chân trọng tuyên truyền và triển khai thực hiện nhiệm vụ tới các đảng viên và quần chúng của đơn vị trong thời gian tới. Sáng nay, 14 tháng 2 năm 2017, ông Nguyễn Ngọc Dẫy, Bí thư Quận ủy Tân Trụ, đến khu di tích giảm Nhật Tảo, xã An Nhật Tân, kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày hội Tòng quân diễn ra vào ngày 15 và 16. Năm nay, quyện Tân Trụ có 81 thanh niên lên đường nhập ngũ, với 100% thanh niên tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên. Trong đó có 46 thanh niên có trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Có nhiều thanh niên tình nguyện lên đường và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội là đơn vị được chọn làm điểm của tỉnh để chuẩn bị chú đáo cho ngày hội giao quân sắp tới. Ngay từ sáng sớm, ban tổ chức hội trại của quyền và 11 xã thị trấn tập hợp về khu di tích chuẩn bị dựng trại và trang trí trại của đơn vị mình. Mọi người tranh thủ làm việc để hoàn thành các tiểu trại sẵn sàng đón tân binh về hợp mặt vui chơi và nghỉ ngơi vào sáng ngày 15 tháng 2. Tại cuộc kiểm tra, ông Nguyễn Ngọc Chảy, đánh giá cao việc đầu tư trang trí các trại của quyện và các xã thị trấn, đồng thời lưu ý việc trang trí và kích thước giữa các trại phải đồng bộ. Riêng việc cấp phát quân trang và nơi ăn nghỉ cũng như các hoạt động vui chơi của tân binh phải được thực hiện chú đáo, góp phần tạo tâm lý vui tư thoải mái cho các tân binh trước khi lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Quyền Bến Lức tổ chức hợp mặt doanh nghiệp mừng xuân đinh dậu năm 2017. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh và trên 150 doanh nghiệp trên địa bàn quyện đến dự. Trong năm qua, huyện Bến Lức có 134 doanh nghiệp, 98 chi nhánh trong nước với số vốn đăng ký trên 980 tỷ đồng và 4 doanh nghiệp nước ngoài thành lập mới, số vốn đăng ký 4,3 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số doanh nghiệp và chi nhánh trong nước đang hoạt động trên địa bàn quyện là 1210, tổng vốn trên 13.200 tỷ đồng và 92 doanh nghiệp nước ngoài tổng vốn đăng ký 1,159 tỷ đô la Mỹ. Nhiều khu cụm công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy tương đối cao, thu hút các nhà đầu tư có quy trình sản xuất khép kín với những ngành nghề công nghệ cao, đảm bảo an toàn xử lý nước thải, chất thải trước khi thải ra môi trường. Chỉ tiêu thu ngân sách dược cao với tổng thu đạt hơn 460 tỷ đồng, đạt hơn 176% dự toán. Song song với phát triển sản xuất, năm qua các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp vào các chương trình của huyện như chương trình xây dựng nông thôn mới, về nguồn, giải quyết việc làm, tham gia công tác xã hội, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Giang Tươi, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân cho biết, năm 2017, Quỹ ban nhân dân quyện sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, tăng cường trà soát các dự án đầu tư, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Lễ hội làm chai tại thị trấn Tạm Chu, huyện Châu Thành năm nay được tổ chức trong 3 ngày, 14, 15 và 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu, nhằm ngày 10, 11 và ngày 12 tháng 2 năm 2017. Thông qua lễ hội là dịp để người dân địa phương tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền hiền khai khẩn dùng đất này, đồng thời tưởng nhớ đến các bậc hậu hiền khai cơ, tưởng nhớ đến các vị anh hùng lịch sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó, cũng để giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay. Từ khi lễ hội làm chai ở thị trấn Tầm Chu được khôi phục, tổ chức với ý nghĩa tôn vinh các giá trị thuần phong mỹ tục, lễ hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân địa phương. Những trò chơi dân gian như cờ tướng, đạp nồi, kéo co, khéo tay mỹ thuật, trò chơi thả dịch trên sông, đậm nát dân gian, gắn kết tình đoàn kết trong cộng đồng người dân địa phương bảo vệ giữ gìn và phát huy truyền thống nền văn quá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là bổn phận là niềm tự hào của mỗi người dân ở thị trấn tầm chu nói riêng ở huyện châu thành nói chung lễ hội làm chay ở thị trấn tầm chu trở thành truyền thống thiêng liêng trong lòng người dân địa phương nhằm để mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa đối với công tác đền ơn đáp nghĩa làm cho nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với gia đình có công với cách mạng ban dẫn động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Thủ Thừa triển khai kế hoạch dẫn động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017. Theo đó, mức dẫn động đóng góp đối với nhân dân ở xã thị trấn trừ hộ nghèo, hộ chính sách là 10.000 đồng một hộ, đối với cán bộ công chức viên chức cơ quan hành chính là một ngày lương một người một năm, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp là một ngày thu nhập một người một năm. Để công tác dẫn động quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2017 của huyện đạt kế hoạch đề ra, ban vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện thủ thừa tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn để mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm trong và ngoài huyện phát huy nguồn lực tập trung cho công tác chăm sóc gia đình liệt sĩ thương binh bệnh binh và người có công cách mạng được biết năm 2016, nghìn huyện thủ thừa đã vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 350 triệu đồng đạt 145% trăm kế hoạch từ nguồn quỹ này đã xây dựng và sửa chữa được 8 căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ cho các hộ gia đình chính sách đang gặp khó khăn về nhà ở. Thành phố Tân An có 5 xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là An Chính Ngãi, Bình Tâm, Lợi Bình Nhân, Hướng Thọ Phú và Nhân Thành Trung. Trong đó, tiêu chí 19 an ninh trật tự được các xã thực hiện tốt. Đến nay, 5 trên 5 xã của thành phố đều đạt các chỉ tiêu này. Để thực hiện đạt tiêu chí này, ngay từ đầu năm, đảng ủy các xã đều có nghị quyết về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, thực hiện công tác liên tịch phối hợp các đoàn thể, xây dựng mô hình năm lực lượng phối hợp tuần tra, mô hình tự phòng, tự quản, tự quà, tự bảo vệ, mô hình cảm quá giáo dục người làm lỗi tại cộng đồng dân cư đem lại hiệu quả cao. Hiện 5 trên 5 xã của thành phố đều có công an chính quy, dự chức vụ trưởng, phó công an xã. Ngoài ra, lực lượng công an viên thường trực, công an viên phụ trách áp cũng được củng cố, bổ sung theo quy định. Có thể nói, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 19 an ninh trật tự xã hội được giữ vững được xem là tiêu chí hết sức quan trọng và phức tạp, đảm bảo đời sống an sinh xã hội của nhân dân trên địa bàn các xã, làm cơ sở để thực hiện tốt bền vững các tiêu chí còn lại. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tiêu chí này cũng còn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là việc đảm bảo chỉ tiêu kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng kiềm chế, làm giảm tai nạn tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong năm 2016, ở quyền Thành Quá phát hiện thêm 7 ca nhiễm HIV, trong đó có 3 ca ở xã Tân Hiệp, 2 ca ở xã Tân Tây và 2 ca ở xã Thuận Nghĩa Hòa. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm HIV trên địa bàn quyền là 41 ca. Trong số này có 27 ca đã chuyển sang S và 20 ca đã tử vong. Thời gian qua, công tác phòng chống HIV-S được các ngành các cấp ở quyền đặc biệt quan tâm, nhất là tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động người dân nâng cao ý thức, thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV, cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIVS, nhất là điều trị bằng methadone, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIVS tại cộng đồng dân cư, củng cố nâng cao năng lực của ban chỉ đạo phòng chống HIVS từ huyện đến xã. Thông qua hoạt động truyền thông, người dân cũng ngày càng nâng cao nhận thức về căn bệnh này Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm, người dân cũng từng bước thay đổi hành vi đối xử không kỳ thị, xa lánh đối với bệnh nhân nhiễm HIV. Tuy nhiên hiện nay, trong số ca nhiễm HIV ở huyện cũng có 3 ca đã bỏ đi khỏi địa phương. Để phục vụ cho thị trường quà tặng ngày lễ tình nhân, những ngày qua, các cửa hàng quà tặng, shop hoa tươi trên địa bàn quận Bến Lức đã chuẩn bị các mặt hàng không chỉ phong phú chủng loại mà giá cả cũng khá đa dạng để phục vụ từng đối tượng khách hàng. Đến thời điểm này thì các cửa hàng hoa tươi trên địa bàn quận Bến Lức đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại các cửa hàng hoa tươi, ngay từ sáng sớm các chủ cửa hàng đã làm việc tất bật vừa để gói qua cho khách lẻ và giao qua cho khách đặt sẵn. Vào những ngày này, phần lớn các cửa hàng đều nhận và làm qua theo đơn đặt hàng của khách. Mẫu mã cấp bó qua, lãng qua cũng đa dạng và mang nhiều ý nghĩa. Trong đó, hoa hồng dẫn đóng vai trò chủ đạo. Giá của các bó lãng qua dao động từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng, tùy vào số qua sử dụng theo ý thích của khách hàng. Chị Lê Thị Thanh Thúy, cửa hàng qua tươi Tigon, khu phố 3, thị trấn Bến Lức nói. vì năm nay ngày lễ của mình là ngay ngày đi làm, lượng khách tới mua cũng mất. Cũng có lượng khách đặt hàng trước, gửi để nhờ sắp qua mình gửi gắm cái tình cảm yêu thương. Ờ, thay họ. Bên cạnh các loại qua, một sản phẩm khác không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân là sô-cô-la, tượng trưng cho sự ngọt ngào. Thị trường sô-cô-la năm nay có mẫu mã đa dạng, các gói sô-cô-la được trang trí bắt mắt với hình trái tim lãng mạn đủ màu sắc. Các hộp sô-cô-la có giá dao động vài chục ngàn cho đến vài trăm ngàn đồng một hộp tùy theo loại. Mẫu mã và xuất xứ cũng được các cửa hàng qua tươi, cửa hàng lưu niệm bày bán. Ngoài quà hồng và sô cô la thì các món quà tặng khác như mỹ phẩm, trang sức, đồ lưu niệm với nhiều mẫu mã phong phú cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Tùy theo lứa tuổi, khách hàng lựa chọn cho mình một sản phẩm quà tặng ý nghĩa trong ngày lễ này. Theo ghi nhận tại cửa hàng quà tặng Chip Chip, khu phố 1 thị trấn Bến Lức, thì phần lớn các bạn trẻ ưa chuộng các món đồ đôi như ly, nón, đồng hồ, áo đôi, cớ bông. Chị Nguyễn Thị Kim, chủ cửa hàng quà tặng Chip Chip, khu phố 1 thị trấn Bến Lức cho biết. Năm nay thì à, mua đồ xài là chủ yếu Còn à, sô-cô-la với lại hoa là em thấy ít Với lại năm nay á, à, vào ngày thứ hai thứ ba nên chủ yếu á Người ta mua người ta điện em giao tới nơi Theo các chủ cửa hàng cho biết vì năm nay, ngày lễ tình nhân rơi vào ngày đầu tuần, nên phần lớn khách hàng không có nhiều thời gian tận tay trao tặng các món quà cho người yêu thương. Do đó, các cửa hàng quà tươi và shop quà tặng đều có dịch vụ giao quà, giao quà tận nơi cho khách hàng. Một số bạn trẻ thì tranh thủ đi mua quà và quà tặng sớm cho người mình yêu thương. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm FPT đã chính thức khai trương giai đoạn 2 của làng phần mềm Fview cùng với Fview 1 được khai trương vào năm 2013. Cơ sở làm việc của FPT Software tại Hòa Lạc đã trở thành trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất Việt Nam với quy mô 5.000 nhân sự và định hướng trở thành trung tâm toàn cầu, cung cấp dịch vụ, chuyển đổi số. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chủ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng hơn 160 lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm tiền thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược, bao gồm các repo, thời hạn 7 ngày với mức lãi suất 2,35%. Đồng thời, thời hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% và các thỏa thuận thời hạn 28 ngày là 2,65%. Mặc dù đã bơm tiền vào thị trường tài chính, nhưng sẽ có khoảng 90 tỷ nhân dân tệ rút khỏi thị trường này do các hợp đồng trị giá 190 tỷ nhân dân tệ đến thời hạn phải thanh toán. Kể từ ngày 4 tháng 2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không bơm tiền thông qua các hoạt động thị trường mở với lý do mức độ thanh khoản tiền mặt khá cao. Giờ rồi là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Kính chào tạm biệt.